Sáng nay ngày 22 tháng 7, Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự dẫn đầu đã đến viếng thắp hương tri ân tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ, tọa lạc tại Đồi Ép, thành phố Điện Biên Phủ. Tại đây, Tri Tôn Đức thành kính tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Cùng ngày, Thượng tọa Thích Đức Thiện và bà Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện Điện Biên cùng đoàn lãnh đạo huyện Điện Biên đã tới thăm tặng 20 phần quà đến gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã Thanh Nưa và Thanh Luông. Thượng tọa Thích Đức Thiện ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và chúc các thương bệnh binh, gia đình thân nhân liệt sĩ luôn mạnh khỏe, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương và là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.